11. Sân khấu này. Câu em muốn hỏi anh ấy không phải là việc là anh có đồng ý ra về với em để trở thành người yêu của em hay không, mà câu mà em muốn hỏi anh có thể suy nghĩ trong vòng 10 giây. Em sẽ đếm ngược và em muốn có câu trả lời của anh. Và câu mà em muốn hỏi, anh có đồng ý để em giúp anh thoát ra khỏi quá khứ và trở thành tương lai của anh được không? Bây giờ em sẽ đếm nhá. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Anh ơi! Kìa! Một. Nếu như anh bấm đồng ý thì em và anh sẽ về cùng nhau. Còn nếu như anh bấm từ chối thì em sẽ giữ tấm hình này cho riêng mình. Còn nếu như anh bấm từ chối thì anh chỉ cần quay mặt lại trước và đừng nói gì cả. Được không? Được. Ok, vậy nếu mà em airdrop cho anh, nếu mà anh ấn đồng ý tức là anh sẽ ra về cùng em. Dạ. Còn nếu mà anh ấn từ chối thì anh cứ lặng lẽ bước ra phía trước. Dạ, và anh không cần nói gì cả. Và anh giống như cái tên mà anh để ra group. Không, không, à. Không, em chỉ giỡn thôi. Okay. Em gửi nha.
Cho anh xin lỗi em. Bởi vì là... Anh đừng nói gì cả. Hôm nay em lên đây em biết lý do là được rồi. Nếu như sau này hai mình không thể về cùng với nhau thì em mong sau khi bước ra cánh cửa này em và anh vẫn là bạn với nhau. Được chứ? À, anh đồng ý. Dương nhắm mắt lại. Mà anh đếm tới 10. 1 2 3. Xin lỗi khi mà phải nói lời từ chối. Vì anh không muốn... Anh muốn mọi thứ nó rõ ràng. Chứ không phải là anh sẽ không gọi một cuộc điện thoại. Và để em phải ra về như thế. Anh cũng... Không muốn em... phải nuôi hy vọng. Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho em. Ok ạ. Em cảm ơn anh. Nhưng mà tại vì anh gọi á nên là anh bảo là không nuôi hy vọng thì khá là khó á. Anh có biết là cái lúc mà em đừng quay lưng lại, em cầm điện thoại mà anh gọi em thì cái em vui như nào không? Xong rồi giờ kiểu đang vui, đang... Nó còn buồn hơn cả lúc là anh không gọi em á. Thật ra anh chỉ muốn mọi thứ nó rõ ràng. Ok ạ, em cảm ơn anh. Là giữa mình yêu cô hãy gặp cho đúng người để một đời còn lại cứ bối rối giữa cảm giác mong lung. Giờ đây mình đi đến
Nói thật lòng là em cũng đã từng có một chút cảm xúc với anh. Đã từng. Nhưng mà em, bởi vì em muốn giữ cái mối quan hệ tình bạn nên em tạm cất nó qua một bên rồi. Cũng nghĩ rằng là anh cũng như anh Sơn vậy á, cũng sẽ chỉ coi em như là một đứa em gái hoặc là một đứa em trai gì đó. Nên là em không dám suy nghĩ gì nhiều để giữ cảm xúc quá nhiều. Nhưng mà đã một thời gian rồi, cho đến ngày hôm nay, em nghĩ là khi mình là tri kỷ thì mình sẽ ở bên cạnh nhau được lâu dài hơn, là okay. Tìm đến một mối quan hệ. Anh cũng nghĩ là anh cũng không muốn mất một người bạn tri kỷ như em. Nên mình sẽ dẹp bỏ cái tình cảm sang một bên luôn nhá. Okay. Và từ bây giờ sau cái bắt tay này, mình sẽ mãi là anh em và bạn tốt của nhau. Em vẫn tin là một ngày nào đó sẽ có một người con gái phù hợp với anh xuất hiện và ở bên cạnh anh. Ngày hôm nay đến đây thì chị đã cũng biết được kết quả rồi. Và tấm bản đằng sau kia chị cũng sẽ không muốn coi nữa đâu. Và bây giờ thì chị muốn chúc em là thật nhiều sức khỏe và thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Trước khi chị ra về thì em muốn nói với chị. Không. Chị sẽ không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Tại vì những điều chị nói thì chị đã nói rồi, làm đã làm rồi. Và không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì nữa. Và xin chào mọi người. Đến đây thì chị đã cũng biết được kết quả rồi. Và tấm bản đằng sau kia chị cũng sẽ không muốn coi nữa đâu. Thôi, 12 giờ rồi em phải về đây. Anh còn gì muốn nói không? Hy vọng rằng em sẽ tìm được một người phù hợp với em và em thích nhất. Em cũng chúc anh tìm được một người con gái phù hợp với anh. Anh đi vô nhé. Thank you.
giờ anh nhắm mắt lại đi.